Later. Sau một thời gian không chơi Free Fire, giờ tôi đã bắn dở. Later. Này tôi bắn dở quá, quên mất thao tác. Ghê vậy. Này tôi đặt keo chậm quá, đặt keo chậm vậy bắn sao lại người ta trời. Lầy theo. Này bắn dở quá, trời ơi. Lâu rồi không chơi bắn dở thật. Tay nó cứ bị chậm rù. Later. Tôi sẽ ăn hai thằng này cho mọi người xem. Mặc dù trình độ đã bị đi xuống nhưng mà phải ăn hai thằng đi game được. Bây giờ nó thấy mình bắn ăn được rồi, nó chắc nó sẽ bắn cẩn thận hơn. Nhưng mà sao cái tay mình bắn gần dở quá ta. Trời ơi. Later. Lâu rồi không chơi xử lý dở mà còn bắn nó chậm, thao tác nó bị cồng kềnh quá luôn. Sau thời gian tôi nghĩ game lâu ngày, giờ đây chơi gà phải bill. Lầy theo. Đánh không lại nữa ta. Trời ơi, nó nhảy xuống này không thấy rồi. Đập kèo. Đập kèo. Later. Từ nay tôi sẽ từ bỏ Free Fire. Bắn lại cái này nhé. Mệt thật sự. Ok, let's go. Chạy lại bắn vui nè. Wow. Lầy theo. Ồ, trận này bắn gắt dữ à. Hôm qua đây là body. Hit shot. What the fuck. Ghê đó nhờ. Nhìn tự ngáo ngáo mà bắn được hit shot. Đến giờ còn ghê hơn mình. Sau một thời gian không bắn Free Fire, sau khi quay lại thì bắn đúng là dở. Chưa luyện tập gì hết đã bay vô bắn, đúng dở luôn. Này server Indo nha, đi solo và free luôn. Lầy theo. Trận này mình sẽ giữ khoảng cách để bắn lục. Sao nó biến là bụi cỏ ngoài vậy? Trời ơi, thì ra nó bắn. Nó bắn như vậy sao chơi lại rồi. Trời ơi, nó biết là bụi cỏ liên tục, nó bắn Skyler liên tục, chơi gì lại trời ơi. Bam 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 bam. Lầy theo. Hay là mình cứ mua hoài. Đâu có được. Trời ơi, nó bắn kìa, trời ơi, bốn thằng nó bắn tôi, nó đè, nó bắn tôi, nó giết tôi à. Nó giết tôi. Trong những cái tình huống khó khăn như vậy mà chúng ta có thể ăn được một hai kill. Thậm chí là có thể cân luôn thì lúc đó mới quá bro. Đừng. Quá khó. Lầy theo.
Trời ơi, hùa tôi ngay kế bên nhưng chúng tôi như cách xa ngàn dặm. Một là những cái trận gọi là thua gọi là đúng là đáng nhớ. Chúng tôi thua không phải vì chúng tôi bắn dở hơn mà chúng tôi thua vì chúng tôi dở hơn thôi. Ao nhây không được, bọn này nó đông như giặc. Bắn Free Fire bất lực. Quá bất lực. Trời ơi làm gì vậy? Ui ơi. Trời.